Cá cha đồng ống, xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình đi mua hàng cho khán giả bà con. Thì mình mua đến đâu mình cập nhật giá thực tế bán ra tại chợ đồng ống môn, gửi đến quý cô chú anh chị em xem trên kênh chợ đồng ống môn được biết được cái giá thực tế mình mua bà con. Thì bây giờ là mua trái cây, rồi mình mới mua thịt heo xong mới vào bên trong chợ mua củ cải trắng đắk nông ớt sừng vàng. Thì khán giả mình nó kêu là mua nhãn xù, mình ghé đây mình mua nhãn xù thì 40.000 đồng một ký là cái dạng rời. Trời ơi, bà che là bốn chục ngàn đồng ký rồi rời, còn cái mà còn ở nhánh á là 45.000, thanh nhãn á là thanh nhãn là 55.000 nhãn xuồng. À, lấy ký nhãn rời này lấy vô chưa? Rồi đấy là chúc là lấy nhãn xuồng. Mua sơ ri nữa, 2 ký sơ ri. Rời vậy á, nhãn xuồng mà rời thì 40, mình mua cái loại 40. Ấy ăn rời vậy mà nó đẹp, mua chứ mua chi mà nhánh chi mà cho nó mắc thêm 5.000. Sơ ri. À, mua nhãn sơ ri. Đường này bán đủ hết rồi bà con. Đủ. Hai sơ ri nè. Sơ ri. Vô trong kia đi mua ít quá, nếu mà trong đường số 4 mà không có thì mình mới ra đây mình mua đó, đường Nguyễn Thị Sáu. Giờ mình vô mình mua thịt heo Vũ Ngọc. Mua thịt heo cha xương này có 50.000, chắc mua xương này luôn quá, tại vì mình có cái xương xương lại kia, cô kêu khách hàng mình kêu mua xương ở đằng thịt heo rẻ nè, 50.000 xương đó, ngày hôm qua bán 50.000, cô thấy đẹp thì xương này nè, nơi đây 50 xương ống nè. Chà, xương ống này. Xương ống 50 nè. Xương ống bên đây lớn là 60 nè. Giá heo 70 nè. Nạm 60.000 ký. Giò xào 60.000 ký. Xương cổ 75.000. À, cô kêu mua xương cổ. Thấy xương cổ. Xương cổ mà đó bên đó 50.000, để lại đó mua 50. Hai cái xương cổ. Xương chặt nè. Xương chặt 60. Giò trước 60. Đây là heo Vũ Ngọc. Sườn non nè. Nạc dăm nè, nạc dăm 110 nè, nạc dăm 110 đồng ký. À, nạc vai 85.000. Nạc đầu rồng 77.000.
ba rọi 110.000 đồng, ba rọi dây á, ba rọi đẹp á 110.000 đồng, còn ba rọi mà thường thường á là 100.000, sườn non 135.000, sườn già không biết nhiêu đó. Đây nạc đùi nữa nè, nạc đùi 80.000. Ồ vậy là thịt heo này xuống giá nè. Còn nạc quai 75.000. Trời, lại kia mua 2 ký xương. Mình mua ở đây, mình mua toàn bộ ở đây là đâu có chục ký thịt heo gì của Dũng Ngọc, nhưng mà khán giả của mình khoái xương cổ 50.000 ở chỗ này, mình lại đây mình mua. Kiểu khán giả mình á thì xin thưa bà con, kiểu như họ không đi chợ được mà họ muốn trải nghiệm mua hàng ở chỗ đó rồi, mình cũng lại mình mua để kiểu như có cái nhận xét khách quan á, mà họ mua ở đây rồi 5-7.000 rồi xài ok hơn kiểu vậy á. Qua kia mình mua chỗ này chứ đâu. Rồi cái bà xương này xương gì hả? Xương đuôi, xương cổ là cái nào ta? Xương cổ hết rồi. Xương cổ hết rồi. Xương già đó vậy, xương đi. 35.000. Xương cổ. À, xương cổ là cái này á hả? Này là nhiêu? 60 hả? Hả? 55.000. Tôi mới quay ngày hôm qua mà có 50.000. Này 55.000 hả? À, có cải xăm. Để kiếm cái nào à? Để rẻ, tại vì ngày hôm qua vậy là có cả dâm nó mắc hơn chút xíu phải không? Tại vì cái giá mình rẻ hơn. 50.000. Ở xương cổ mà có 50.000 có không? À, có 2 ký à? 2 ký xương cổ. À, đâu cân lên 2 ký thôi, 2 ký thôi, tại cái đơn hàng có 2 ký à? Cân 2 ký à? 2 ký, 2 ký rưỡi thôi. Nếu mà lố kiểu chút xíu thôi chứ đâu có lố tới 3 ký, lố cả ký lô dữ à? Có cái ký đồ đem số khách hàng đó mà mày đem về mày ăn luôn cái xong phim với rồi. Thì bên kênh chợ đầu mối Ốc Môn á thì nhận cái dịch vụ đi chợ hộ, thì bà con cứ an tâm đi, cứ mình thỏa thuận dịch vụ là công em đi mua vậy em ship tới nhà cô chú anh chị em mà xa gần, tùy theo xa gần. Nay mình ship đi quận 12, à, đường Nguyễn Văn Quá gần đây nè, mình lãnh có 120.000 tiền phí dịch vụ à. Thì cách đâu 5-7 cây số gì đó, chắc không tới nè, cả chừng không tới 5 cây đâu, 5 cây đủ lợi, 120.000 thì mình đi chợ rồi mình chở tới nhà người ta luôn kiểu vậy. Còn mình mua cái bao nhiêu tiền đó,
thì mình giống như kéo mình đi mua hộ mà, thì bao nhiêu mình tính bằng cái giá thực tế ở chợ. Mua 50 thì cũng tính cho khách hàng mình 50 ngàn, mua 100 cứ tính 100. Còn mình là cũng như giống như chạy xe ôm vậy á bà con, shipper rồi lãnh thêm ít tiền công, đứng chờ đợi thời gian mình đi mua nó hữu lý. Thì quan trọng vấn đề là mình làm nhiều đơn, chứ đừng đơn nó đâu có nói lên được cái gì. Thì làm video này chia sẻ với mục đích là để cho khán giả xem trên kênh chợ đầu mối Hóc Môn mà biết được cái giá bán thực tế mặt hàng này rồi mặt hàng kia, rồi chia sẻ cái cuộc sống của mình, kiếm tiền mưu sinh, rồi cách mua bán để khán giả bà con mà có cái nhu cầu không có thời gian đi chợ thì mình ở gần chợ, rồi mình quen biết nhiều người, rồi mình đi chợ cho khán giả mình lấy tiền công vậy đó. Nhưng mà làm là rất rõ cái quan điểm cái gì mình làm với mình đó, là mình thứ nhất đó là cô chú anh chị em mà mình mới mua lần đầu nhiêu. Rồi 2,6 130 ngàn được cái ngon phải không? Toàn là ngon không à, bán toàn đồ ngon đồ xịn không à, đi bán toàn đồ ngon đồ xịn không à. Đi biết rồi. Cảm ơn chị nhiều. Thì quý cô chú anh chị em mà mua lần đầu á, thì phải chuyển tiền trước đặt cọc thì mình mới mua. Thì cách mua bán bên mình là vậy, thỏa thuận dịch vụ rồi mình cứ theo vậy mà mình làm an tâm. Cái đó là 130 ngàn hả? Đó, 130 ngàn thì mình ghi vô sổ 130 ngàn, giao hàng mình lấy lại 130 ngàn, thì dịch vụ mình tính rồi kiểu vậy. Đó, thịt heo mình á, thịt heo Vũ Ngọc nè đó, giờ mấy em nó cần ghi chi tiết ra, ký mốt ghi bao nhiêu tiền đó. Là các bạn xem trên kênh chợ đầu mối Hóc Môn mà mình có muốn mà làm cái nghề đi chợ đó, dễ vậy chứ có gì đâu mà nhiều bạn hỏi đó. Họ ghi cái cân điện tử á, mình mua 2 ký lỡ họ cân 2,2 2,3 thì cân nhiêu tiền tính tiền nhiêu mà. Đây cần thiết á, mình lấy cái bill đó mình đưa cho khán giả luôn kiểu vậy. Thì nếu mà mình làm á, mà bên cái đi chợ hộ này á, mà mình lấy đúng cái giá dịch vụ á, làm nhiều ngày nhiều đơn lắm bà con, có ngày 5-6 đơn vậy đó. Đây nè, điện thoại nè, người ta gọi nữa nè, người ta mua đồ nữa là chứng gì đây mà đâu có nghe được, giờ đang quay video đó. Ê, cái giò trước chặt ra giòm anh nha. Đó, anh chặt anh tính. Đó, anh tính. Rồi mình mua hàng cho khán giả vậy nè, mình mua nhiều vậy nè, mình mua từng lễ 10 bữa vậy đó. Thế mình lại ngang chỗ á, mấy đứa này bán mà đâu dám cho tiền, lại ngang chỗ nói ê tao mua mày quá trời á, cho tao tiền còn quê mà, là nó cho à, dễ vậy á. Ngay chặt sẵn ra đi. Vậy khỏi cắt, người ta dặn 2 ký để xào nè, cắt nè, xào với lại chặt xuồng lông.
À chặt thường non thôi. Không sao, không sao. Cứ cái chi tiết như vậy ra để chính tiền cho người ta là ngay chốc là được à. Không sao. Dư đừng có dư nhiều quá, mà thiếu cũng đừng thiếu nhiều quá. À vậy thôi. Vậy đó bà con. Mình làm nhiều đơn. Có đơn mình kiếm mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn á thì 3-4 đơn vậy thì ngày đi sáng buổi sáng đi chợ 300-400 ngàn chuyện bình thường. Rồi là cái đó là nói cái khoản mình không có ship á. Chứ mà mình có sức mà mình đi ship luôn thì nhiều hơn. Nhiều đơn này mình đâu có ship, mình lãnh 120 ngàn mình đi mua vậy thôi. Thì mình cho người ta ship gần đây 40-50 ngàn, mình còn được 120-140 ngàn thì ship, mình cũng còn 80 ngàn thì đi chợ. Bên Ahamu á người ta ship rẻ lắm, cứ vậy cái kêu ship. Hoặc là nhờ mấy anh gần nhà mình đi ship thì mình cũng cả 50 kiểu vậy đó, 50-60 mình còn. Thì chia sẻ về nội dung mình cái video này á, thì thứ nhất á, là cập nhật cái giá bán thực tế. Cái thứ hai nữa là cách làm việc thực tế. Rồi được bao nhiêu tiền thì chia sẻ cho khán giả có cái nhìn nó trung thực nha. Đang cắt ra cho mình đó. 2 ký xào có dạng á, chi tiết vậy. Sao tôi đang chờ cái đó lấy sau đưa giọt tôi giao á. Nói với mua cái này xong á rồi mình mới là vô trong chợ đầu mối Hóc Môn rồi mua gói sừng vàng nữa. Mình muốn gì mình nói, mình muốn cắt nhỏ, cắt to, cắt bự gì đó cũng nói. Họ làm cho mình. Như bà con cô chú anh chị em á xem trên kênh á mà không có thời gian đi chợ thì bà con cứ gọi cho kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn, thì bên mình có dịch vụ đi chợ vậy đó quý vị. Thỏ thuận từ lúc ban đầu cũng như cô chú anh chị em mướn em đi chợ em ship, rồi đi chợ chi tiết của cô chú anh chị em công việc có nhiều không, ví dụ như chạy cái sẹt mà mua một loại đồ thì nó rẻ. Cô chú anh chị em mà kêu mua trái cây rồi mua rau rồi mua thịt rồi mua gà mua ha cả chục chỗ vậy á, thì đương nhiên cái chi tiết đi chợ nó tốn thời gian hơn. Thì bà, em sẽ chi tiết ra công chuyện rồi em nói cái số tiền dịch vụ. Thì nếu mà thấy rẻ thấy phù hợp thì alo là bên em làm cứ theo cái y vậy mà làm. Còn cái giá bán á, là thực tế ở chợ nó lên thì mình mua cho cô chú anh chị em nó lên, nó xuống mình mua cho cô chú anh chị em nó xuống. Thì nó đúng quy ra mình làm bằng cái tâm mong muốn là mình mua đồ ngon, nhưng mà nói chứ cũng có sai sót, với cô chú anh chị em thông cảm. Muốn như vậy mình muốn một phần, nhưng mà còn cái hàng hóa nữa nó chưa chắc đâu. Em cũng không có dám nói là em mua thứ nhất là rẻ, thứ hai ngon. Em không nói em mua đồ mắc à. Tại vì cái mắc là gì? Hầu như là chẳng thà mua mắc mà xài được, chứ còn hơn mua rẻ mà xài không được. Em mà mua đồ là nó chung quy ra là cứ lợi hai cái, mà cái loại mắc với cái rẻ với là cái mắc thì nó đúng ra thì nó cũng hợp lý thôi. Là thường là em mua cái loại mắc tiền chứ ít bao giờ mua loại rẻ tiền.
Còn như cái đơn thịt heo này chi tiết á, tại vì cô này á, khách hàng á, muốn mình mua ở ngay chỗ đó loại 50 ngàn, kiểu người ta muốn xài trải nghiệm á, kiểu mà mua thí nghiệm á, người ta xài có ok hay không á, ý vậy á, thành ra là mình phải dứt khoát, mình phải lợi đó, mình phải mua. Còn đây xương Vũ Ngọc bán thiếu gì nè, nhưng mà cô qua nói chuyện mà tham khảo á, ý cô muốn mua mình phải làm. Thì lợi đó em đó ép 130 2 ký có 100 ngàn, em nó cân sao 2 ký 6 gì đó, tính đủ 130 gì đó, thì mình trả tiền bao nhiêu 130 thì mình cứ ghi vô sổ 130, mình giao thịt đó là mua đỏ 130, kiểu nó vậy đó. Rồi lại đây chi tiết thịt cũng vậy, mình mua sao mình chi tiết hết. Thì mình chia sẻ tường tận vậy, dễ như vậy, để cho cũng có mấy đứa em xem trên kênh ấy, cũng coi chắc cũng còn nhỏ tuổi hơn mình, thì cũng muốn làm về cái mảng mà đi cho hộ. Thì mình thấy nó cái mảng này á, chung quy ra kiếm sống cũng được, mình làm bằng cái tâm mình làm thật thà rõ ràng, nhiều khách hàng lắm, mình kiếm sống cũng được, đơn giản dễ. Thì mình muốn chia sẻ cái cách làm để cho mấy em đó làm. Thì chung quy ra thì mỗi người có cái duyên với cái công việc. Rồi chợ búa thì ở khắp cả nước, cái kênh chợ đầu mối Hóc Môn mình đăng trên YouTube á, thành ra là cả thế giới này xem à. Mình cũng chả có giấu giếm cái cách làm gì, mà cách làm của mình nó cũng đã xưa rồi. Nhưng mà mấy em muốn hỏi mình anh làm sao, thì cách làm mình á, mình chia sẻ nãy giờ nó chi tiết như vậy á, thì mong rằng á, mấy em quan tâm về đi chợ á, thì cứ làm theo mình y như cái cách mình làm vậy. Ồ, khách hàng nhiều lắm, Tết là mình đi chợ không nổi luôn, Tết đó là cả chục người mua vậy, đi không có nổi đâu, làm không nổi, với lại đường xá nó kẹt á, đi giao không được, chới với lại đồ cũng lên, Tết đồ cũng lên, mắc lên, lãnh lên, muốn lên giá nào là giá, thành ra cái Tết cực lắm. Trà Cát Hòa Lộc muốn mới bán 45-50, tới hồi nó hút rồi bán 70-80 cũng lên gấp đôi, cũng chới với lắm bà con. Làm cái nghề này nó là vậy. Còn giống như mới một bông thiên lý mới mấy ngày trước có 40-50 không ai mua, tới hồi mình đi mua 150 ngàn đồng ký bông thiên lý. Giờ khách hàng mình muốn thì sao giờ, mà bữa đó cháy hàng thiệt, mình hỏi chỗ này chỗ kia chứ không phải mà riêng á, cái đồ mà mấy em mà có làm đi chợ hộ á, riêng cái đồ mà nó lỡ lên giá vậy, mấy em phải đi hỏi hai ba chỗ mà nó lên giá vậy là đúng rồi, nó lên giá rồi, rồi cứ mua đi không sao, ai rầy mình đâu sợ, tự vì mình có đi tham quan khảo sát rồi. Thì giờ có khán giả mà giờ có đi mua thì cũng vậy, ha, giờ người ta có đi ta xác minh á, trời ơi tôi mua bông thiên lý 150 rồi, bữa chợ nó có như vậy không, hỏi người này họ kia họ xác minh đó. Thì nói vậy đừng lo, rồi mấy anh kia giấy rồi cắt máy rồi bà con ơi, mấy anh đô thị nè đuổi rồi bà con, dọn ào ào đâu dám quay video, tội nghiệp người ta, ta đang ấy vậy, mình quay video giống kiểu bằng chứng vậy ra không có quay được. Vô đây quay phim cập nhật giá tiếp cho bà con, mà mấy anh bảo vệ mấy anh đi mấy anh đuổi mà trong chợ không cho quay phim, là giờ không biết sao mình quay video với Sừng Vàng chia sẻ giá. Ở nay mình mua ở Sừng Vàng, ở Sừng Vàng của bà con là 30 ngàn đồng ký,
bên kia kìa, mà mấy anh bảo vệ đứng bên đó sao quay video. Thì ớt sừng vàng là 30.000 đồng ký bán ra hiện tại bây giờ. Ớt sim xanh 80.000 đồng ký, giá giống ngày hôm qua. Ớt sim chỉ thiên là 40-45.000 đồng ký nè. Em Tú đây cũng có ớt sim chỉ thiên nè, 35. Đậu que 28.000 bán lẻ nè. Gà tím 12.000 nè, bán lẻ nha bà con. Bầu 15.000 đồng ký nè, 17.000 đồng ký luôn. Bầu á thì tùy theo nó xấu đẹp. Cà nè, cà 20.000 đồng một ký nè. Củ hành tây, củ hành tây á 13.000 đồng ký nè, su 16.000 đồng ký. Củ cải trắng Đắk Nông bà con bán hiện tại bây giờ là 10.000 đồng một ký nè. Khổ qua bán lẻ 18.000 đồng một ký nè. Dưa leo 17.000 đồng một ký. Chung quy ra đồ hiện tại bây giờ nó lên giá. Còn đây là củ hành, củ tỏi nè. Cái này thì nó ngay nó không được đẹp lắm. Thì củ tỏi trắng của thằng Trung Quốc là 45.000 nè. Củ hành dạt này và hành gì anh Phước? Hành quế. Hành quế là 37.000 đồng một ký nè. Muốn chia sẻ mớp hương 10.000 đồng một ký nè. Thì cái giá bán lẻ thì bà con xem thì cũng mang tính tham khảo. Tự vì cái giá này là cái giá bán rồi, mỗi vựa bán mỗi khác. Rồi hàng xấu hàng đẹp nữa bán cũng có cái giá nó khác nhau. Thì bà con xem tham khảo vậy thôi. Với lại hơn nữa bà con mà nếu là nông dân mà sản xuất á, thì cái giá này á là nó cũng chưa chính xác cái giá bà con bán ra đâu, giá tham khảo thôi. Thì cà bắp á, đậu bắp á, anh Phước anh đang hốt anh bán đó, 14.000 đồng một ký á, đậu bắp á. Khoai lang tây nè, khoai lang tây 14.000 nè, khoai lang tây Trung Quốc nè. Có khoai này phải gì anh Phước? Khoai mặt thái 17.000 đồng ký nè, củ hành tây nè. Cái cà bắp đang hốt y xèo luôn. Ủa bộ bảo ta ăn cà bắp dữ lắm, làm sao thấy mấy chị hốt li lia của ta. 14.000 đồng ký. Hốt li lia luôn. Hốt li hốt lia luôn. Thì video này thì chia sẻ cái cách mình đi chợ để cho em gì đó cứ gọi điện thoại hỏi thăm á. Thì chắc là em xem video này kỹ lắm. Thì đi chợ là vậy đó, mình đi chợ cứ mình mua bằng cái tâm trung thực, không có gì mà lo hết. Tự vì nếu mà mình đi chợ mà mình gọi là đi chợ mà mình lấy công á, rõ ràng á, dễ lắm. Chợ bán giá nào mua giá đó, về tính khách hàng mình giá đó, chứ có gì đâu mà khó, dễ lắm. Rồi có một khách hàng thì có được 5-10 khách hàng, từ từ phát triển là mình có cái nghề đi chợ. Thì nay người này mua, mai người kia mua, nhà vậy 2-3 đơn, 3-4 đơn hàng. Thì mình không làm việc này thì mình làm việc khác, thì kiếm sống rồi cũng được chứ không đến đổi. Mình làm nghề tự do mà. Nếu mà mấy em ở gần chợ á, làm dễ lắm. Ở Cần Thơ cũng có chợ Cần Thơ, ở Vĩnh Long cũng có chợ Vĩnh Long, Bến Tre cũng có chợ Bến Tre, ví dụ như vậy. Ở chợ nào làm được hết, ở đâu cũng có cái người cần đi chợ hết. Tự vì cái chi tiết công việc á của khách hàng của mình á là họ công việc nhiều quá, họ không có thời gian đi chợ chứ không gì hết trơn á. Rồi họ nhờ mình đi chợ, như giống như người này mua thời gian của người kia, thì một ngày một người nào ông trời ông công bằng lắm, chỉ 24 tiếng đồng hồ ai cũng như ngày hết. Rồi họ làm việc này họ bỏ bê việc kia thì họ mới nhờ mình đi chợ lại vậy. Rồi video của mình đến đây là xin kết thúc.
Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.